Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với các buổi giới thiệu các thiết bị đo lường và giải pháp đo lường đến từ Nhật Bản của công ty thiết bị đo Semiki. Hôm nay Semiki sẽ giới thiệu đến mọi người một dòng sản phẩm, đó là thiết bị đo lực moment xoắn, tức là lực vặn và lực mở của Tuvix, thường được gọi là torque driver, đến từ nhà sản xuất là Tonichi, xuất xứ Nhật Bản. Thì dòng torque driver hôm nay Semiki muốn giới thiệu đó là dòng FTD series ha. Tiếp theo Semiki sẽ mở hộp cũng như giới thiệu dòng sản phẩm này đến với mọi người. Okay. Tiếp theo Semiki sẽ mở hộp dòng sản phẩm FTD này ha. Thì FTD là dòng sản phẩm dùng để đo hoặc là siết lực vặn và lực mở như là một cái Tuvix. Thì ở bên trong hộp đầu tiên chúng ta sẽ thấy catalog của hãng, và đặc biệt hàng chính hãng sẽ kèm theo một cái giấy hiệu chuẩn của hãng còn hiệu lực. Ví dụ dòng sản phẩm này được calip, tức là được hiệu chuẩn vào ngày 6 tháng 12 năm 2023 ha. Thường những cái dòng sản phẩm này sẽ có cái giá trị hiệu chuẩn khoảng 1 năm. Sau sử dụng sau 1 năm thì chúng ta sẽ hiệu chuẩn lại. Tiếp theo chúng ta sẽ có, đây là thân máy. Tiếp theo Senki sẽ nói về chi tiết dòng sản phẩm FTD, tức là dòng Tuvix định lực có kim đồng hồ của hãng Tonichi ha, với model là FTD gạch S series ha. Thì đầu tiên đây là cái thân máy. Ở phía trực diện chúng ta sẽ có một cái mặt đồng hồ gồm có hai chiều, đó là chiều mở từ 0. Dòng này là FTD 100 CN, do vậy là lực của nó sẽ vặn được là khoảng maximum lớn nhất là 100 cm ha. Và chúng ta sẽ có thêm một cái chiều mở ngược lại. Phía bên trên chúng ta sẽ có một cái socket hex để chúng ta có thể gắn những cái đầu bit lục giác, tứ giác để chúng ta có thể siết và chúng ta có thể kiểm tra được cái lực ren của những cái con ốc khi mà chúng ta siết. Thì dòng FTD họ hãng trải dài rất là nhiều khoảng lực khác nhau, tùy ứng vào việc chúng ta có thể siết những cái đồ điện tử như là điện thoại, máy tính hoặc là những cái đồ dân dụng để chúng ta kiểm tra đúng cái khoảng lực. Thì dòng FTD nó sẽ trải dài từ 2 cm/m cho đến là 16 Newton/m, rất là khoảng lực trải dài rất là nhiều. Chúng ta có thể ứng dụng rất là nhiều loại siết moment, loại siết và loại mở moment xoắn khác nhau. Thì cái thứ hai chúng ta cần phải chọn thêm cái đầu bit. Cái đầu bit này là phụ kiện tùy chọn, chúng ta sẽ chọn thêm cái đầu bit. Thì theo tiêu chuẩn quốc tế thì chúng ta có thể chọn các loại đầu bit khác nhau tùy ứng, hoặc là chúng ta có thể sử dụng loại đầu bit của hãng khác cũng được. Đây là dòng quốc tế, do vậy chúng ta sẽ có những cái socket nó như nhau theo tiêu chuẩn ISO. Thì nguyên lý hoạt động của dòng torque driver nói chung và dòng FTD gạch S của hãng Tonichi nói riêng thì nguyên lý hoạt động tương tự nhau. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy một cái kim đen, ở đây là kim peak, khi tức là giá trị đỉnh lực đầu tiên khi chúng ta siết, và chúng ta có thể so sánh lại với cái giá trị lần hai chúng ta siết. Ví dụ khi chúng ta tác động một lực lực, cái này là lực siết, thì máy sẽ xoay, ví dụ như nó sẽ chạy từ 20 cho đến 100. Mình sẽ thử dùng tay để mình siết ha. Đó, thì cái kim pick, kim đen nó sẽ pick lại giá trị lớn nhất của lần đo đầu tiên. Chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta xác định được cái lần đo thứ hai có quá lực hay là đủ lực hay không. Ngoài ra chúng ta vẫn có thể là cho kim đen về giá trị cuối đầu tiên, và chúng ta có thể set lực lực mở tùy ứng. Thì dòng sản phẩm torque driver Tuvix định lực của hãng Tonichi được sản xuất tại Nhật Bản. Và hãng Tonichi là một hãng có chuyên môn lâu đời, khoảng hơn 50 năm để sản xuất và cung ứng ra thị trường những dòng sản phẩm kiểm tra lực vặn, lực siết, lực moment, đang được ứng dụng rất là nhiều trong những nhà máy sản xuất linh kiện điện tử hoặc là gia công, cũng như là lắp ráp điện tử. Thì mọi người có thể liên hệ kỹ thuật của Semiki qua website là semiki.com. Kỹ thuật sẽ tư vấn những cái dòng Tuvix định lực phù hợp với nhu cầu cũng như là giải pháp đo lường của nhà máy.
Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.